Luật sư ông Trump tung video phản pháo cáo buộc của đảng Dân Chủ. Đây video mới của kênh Việt US 1040. Kính mời quý vị cùng theo tin tức nóng bỏng liên quan đến việc luật sư ông Trump tung video phản pháo cáo buộc của đảng Dân Chủ và những cập nhật mới nhất. Xin vui lòng chú ý video này không thể hiện quan điểm của kênh. Chúng tôi chỉ chia sẻ các thông tin có liên quan do báo chí đề cập tới. Mời quý vị cùng tìm hiểu. Mới đây có tin nóng khi đội pháp lý của Trump công bố đoạn video dài khoảng 10 phút, trong đó là hình ảnh nhiều thành viên nổi tiếng của đảng Dân Chủ, bao gồm Phó Tổng thống Kamala Harris, Thượng nghị sĩ Warren, Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và các quan chức khác sử dụng từ chiến đấu trong các bài phát biểu chính trị. Vì sao đội pháp lý của Trump làm như vậy? Như mọi người đã biết, cựu Tổng thống Trump bị cáo buộc kích động nổi loạn khi ông từng có bài phát biểu của ông với những người ủng hộ hôm 6 tháng 1. Trong bài phát biểu, ông Trump đã kêu gọi đám đông chiến đấu đối với cuộc bầu cử mà ông cho rằng có gian lận. Đó chỉ là một từ mọi người vẫn dùng, luật sư David Eaton mạnh mẽ nói với các thành viên đảng Dân Chủ. Nhóm pháp lý của ông Trump lý giải như vậy và cho rằng phiên tòa luận tội giống như cuộc săn phù thủy chính trị của những người đã nhắm vào Trump trong suốt 4 năm qua. Còn Michael Vandervin, một luật sư khác của Trump, thì nêu lên một khía cạnh tương đồng khác trong hành vi nhưng lại không bị cáo buộc và phải đối mặt với hậu quả pháp lý. Đó là gì? Ông này cho biết có một tiêu chuẩn kép trong việc ông Trump bị cáo buộc, khi một số thành viên đảng viên Dân Chủ cũng khuyến khích và tán thành bạo lực nổ ra tại một số cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc trên khắp nước Mỹ vào mùa hè năm 2020, mà không đối mặt với bất kỳ hậu quả pháp lý nào, bị luật sư này cho rằng dường như có gì đó không công bằng ở đây. Trước nhóm luật sư, nhóm luận tội đã có 2 ngày trình bày các luận điểm cáo buộc. Các thành viên Hạ viện phụ trách luận tội cho rằng ông Trump đã gieo rắc mầm mống bạo lực và đưa ra cáo buộc sai lệch về gian lận bầu cử từ lâu, từ trước ngày 6 tháng 1. Cuộc nổi loạn đẫm máu bạo lực xảy ra vào ngày 6 tháng 1 sẽ không xảy ra mà không có Tổng thống Trump, Hạ nghị sĩ Castro đã nhấn mạnh như vậy. Theo ông, đám đông đó không bỗng nhiên xuất hiện và cuộc tấn công không có gì là tình cờ. Tuy nhiên, theo giới quan sát thì nói rằng các đảng viên Dân Chủ khó có khả năng nhận được sự ủng hộ đủ lớn từ Thượng viện để kết tội ông Trump hoặc ngăn ông tái tranh cử. Vì sao vậy? Rất đơn giản, để làm được điều này, họ cần 2/3 Thượng viện, có nghĩa là ít nhất 17 đảng viên Cộng hòa sẽ phải bỏ phiếu chống lại ông Trump khi ông vẫn đang được các cử tri Cộng hòa ủng hộ. Tôi rất nóng lòng muốn xem những người bạn đảng Cộng hòa của tôi làm gì, Tổng thống Biden nói hôm 12 tháng 2 như vậy, khi các phiên luận tội ngày càng gay cấn. Có người hỏi rằng bây giờ nếu Trump được trắng án, thì điều gì có khả năng xảy ra tiếp theo? Theo giới phân tích thì nếu Trump được trắng án, Thượng viện có thể tiếp tục đưa ra các quyết định khác như ra tuyên bố chính thức phản đối ông hoặc bỏ phiếu để ông không thể tái tranh cử. Hiện báo giới đang quan tâm nhiều đến khía cạnh nóng này. Khi được hỏi về các khả năng đó, lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer nói sẽ phải đợi đến hết phiên tòa. Còn Thượng nghị sĩ John Thune cho rằng có thể có một nghị quyết phản đối ông Trump. Nhưng vị Thượng nghị sĩ này cũng nhận định và thừa nhận rằng nỗ lực ngăn ông Trump tái tranh cử có thể không thành công. Phiên tòa luận tội dự kiến sẽ tiếp tục lúc 10 giờ sáng 13 tháng 2, giờ địa phương. Cuộc bỏ phiếu để quyết định ông Trump có bị kết tội hay không sẽ diễn ra vào khoảng 3 giờ chiều cùng ngày. Nên biết thêm rằng báo giới Mỹ thì cho rằng các luật sư bào chữa cho cựu Tổng thống Trump trong cuộc luận tội trước Thượng viện hôm thứ Sáu 12 tháng 2 đã chấm dứt phần biện hộ sau khi chỉ dùng một phần nhỏ khoảng thời gian dành cho họ, gọi việc luận tội là hành động báo thù chính trị và họ cho rằng các phát biểu của ông Trump ngay trước cuộc bạo loạn ở tòa quốc hội chỉ là những hô hào chính trị bình thường. Các luật sư bào chữa nói thêm rằng các từ ngữ ông Trump dùng tại buổi tập họp mang tên thớp giờ tiêu hôm 6 tháng Giêng xảy ra trước khi có cuộc tấn công vào tòa nhà quốc hội được sự bảo vệ của quyền tự do phát biểu, thêm như tu chính án thứ nhất. Và cũng không khác gì những lời lẽ mà những người khác ở mọi khuynh hướng chính trị từng phát biểu trong nhiều thập niên qua. Các luật sư này cũng lý luận rằng ông Trump không thể nào xúi dục có cuộc tấn công vào tòa quốc hội vì điều này đã được thành phần quá khích chuẩn bị từ trước. Các luật sư bào chữa cũng nói rằng hành động của thành phần quá khích bị ảnh hưởng của ông Trump với các cuộc biểu tình phần lớn ôn hòa để phản đối tình trạng bất công chủng tộc ở Mỹ mùa hè năm trước. Thậm chí các luật sư của Trump còn lặp lại các lời phát biểu trước đây của ông Trump về cuộc luận tội lần đầu, rằng đây chỉ là hành động báo thù chính trị không công bằng và vi hiến trắng trợn, cũng là một hành động bươi bốc chính trị gây chia rẽ.
Vị luật sư này giải thích rằng ông Trump chỉ khuyến khích người ủng hộ hãy bảo đảm là các nhà lập pháp thi hành đúng việc kiểm phiếu của đại cử tri đoàn. Cuối cùng chúng ta nên biết thêm là phiên luận tội cựu Tổng thống Trump có thể chấm dứt trong ngày thứ Bảy. Để kết tội ông Trump, phía Dân Chủ cần có ít nhất 17 thượng nghị sĩ Cộng Hòa đứng về phía họ. Cho đến nay, các con số ước tính cho thấy chỉ có từ 5 đến 6 phiếu từ phía Cộng Hòa.
Video tới đây là chấm dứt. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Nếu quý vị và các bạn thấy rằng video của kênh là hữu ích, xin dành chút ít thời gian để đăng ký, like, share ủng hộ cho kênh. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video kế tiếp của kênh.